Không lưng đẹp với không dự thì hiện là tùy thuộc vào nước mắt. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay theo yêu cầu các bạn, mình định quay cơ sở làm lưng ở Huế các bạn. Mình quay quá trình làm lưng của một cái cơ sở làm lưng truyền thống của Huế các bạn. Thì từ cả cái khung xương cơ bản cho đến lúc mà ra thành sản phẩm luôn các bạn. Đây là có mặt ống đĩa này các bạn. Ống đĩa đang phơi các bạn. Đó. Từ cái phân thô các bạn. Đó, cái này là mình nghĩ là thạch cao các bạn, thạch cao trắng. À, đây là mình đang phía trong xưởng các bạn. Đây là cái cơ sở bảo ánh đường mà mình đã quay lúc trước cho các bạn xem á. Thì phía đấy là cái chỗ để làm, còn cái chỗ bên kia thì chỉ có Quang Thiện và bạn thôi các bạn. Đây có một anh đang làm về cái khung xương này các bạn. Khung xương này là khung xương là bằng mấy về tre các bạn. À, đây này các bạn, đây là cái phần thô các bạn. Hôm nay là lên khung xương rồi, bắt đầu phần trong đi là vải hay giấy đánh? Ngoài là giấy, trong là vải đấy các bạn. Hôm nay là có sơn sơn phần mũi và mắt và sừng trước. Đó, những cái đầu này là được lên màu rồi này các bạn. Chỉ có chưa hoàn thiện thôi. Đó, lên màu này các bạn. Đây nè các bạn, màu rất là đẹp. Có một số cái đã hoàn thiện rồi các bạn. Đây này có con lưng màu xanh này cũng rất là đẹp nè. Con này thì màu vàng. Đây mình thấy có anh đang sơn màu các bạn. Màu là vẽ bằng tay luôn các bạn, thủ công. Đó, thủ công truyền thống, nghề truyền thống của Huế các bạn. Nói chung những công đoạn đó cũng là thủ công cả. Dạ, thủ công hết, làm bằng tay hết, làm bằng tay máy móc. Không có máy móc ở đây các bạn ơi. Không có máy móc. Phối móc cũng là bằng tay luôn. Dạ. Để mình sơn một con như lâu không anh? Lâu. Bằng một ngày mình sơn được bao nhiêu con? Không, nếu mà lên cả kho bắn đô luôn là một ngày là một con. Ngày một con thôi, giờ cũng lâu này. Nhưng mà cái đầu kia là đầu đắt tiền. Dạ. Đầu kia là đầu mắc tiền nhất quánh đấy. Không, đầu này đầu rẻ tiền nhất. Ủa, thấy hoa bắn đẹp này mà rẻ tiền nhất các bạn. Đầu đắt tiền rồi đây. Đây này, đây đầu đắt tiền này. Đây, đây này, đó. Là vẻ tay nhiêu là đắt tiền hả bạn anh? Một bạc là anh lại chuyển tới. Cái đầu mấy cái đầu này là hoa văn kia nó đẹp hơn bạn, vẽ bằng tay nên cực hơn thì nó mắc hơn. Còn mấy cái này chạy tay thì như là được rẻ tiền hơn. Còn cái công chúng làm nó nhiều bằng tùy màu mà. Dạ. Mỗi màu mỗi giá khác nhau. Dạ. Mỗi con mà mình từ làm ra một màu khác nhau à. Cái đi là khách hàng đặt. À. Còn mấy cái hoa văn đi là mình vẽ là theo ý của mình hay là có một cái bộ cục sẵn? Theo ý của mình nhé. Giống như màu mình lên màu hợp tông của họ. Dạ. Ở màu vàng, tông vàng cám là mình lên màu tông vàng cám thì cả mình vẽ những hoa văn nào mà phù hợp với hai màu này. Dạ. Tạo mình bực hoa văn lên là được. Nghề nên học lâu chứ? Cả nên là mình từ hai anh em từ mây mò lao ấy. Dạ. Không ai dạy cả. À. Cả nên từ mây mò lao. Mình lao được mấy năm rồi anh? 12, 13 năm rồi. Dạ. Anh khéo tay các bạn. Vẽ như đòi hỏi tình nghệ thuật cao mình đó. Vừa nghệ thuật cao vừa chính xác rồi nha. Vừa có mắt thẩm mỹ nữa nha. Phải muốn vẽ là vẽ được. Mất một ngày chơi mà làm được một con gọi là con đẹp các bạn. Một con này nè. Con này là một ngày một con à. Con cái đầu này là 10 ngày 10 con một ngày. À tại vì những cái phần này là có cái vải nó sẵn hết rồi các bạn này. Ừ, đó cái giấy đi sẵn hết rồi. Mình vẽ đơn giản hơn.
Còn những cái đầu mà vẽ bằng tay mà công phu thì một ngày làm một khoảng, như ví dụ như cái đầu này các bạn. Đó, cái đầu này là đầu này nè bạn. Đó, vẽ từ trên xuống dưới luôn. Rất là tỉ mỉ. Đây nè các bạn, đây là cái đầu mắt thiên nhất nha các bạn. Tổng là tổng cám đỏ hả anh? Dạ. Cái này là tổng cám đỏ anh. Tổng cám đỏ các bạn. Nên cám vàng. Từng cái chi tiết nhỏ được vẽ bằng tay mà màu từ phối màu như vậy. Và họ nhìn những người làm rất là lâu năm rồi. Đây là mình phía bên trong của một con lân này các bạn. Đó, từ cái khung xương này các bạn, làm bằng máy vân trẻ phía trong các bạn. Đó, có phần lập vải xong rồi để lập giấy. Đó, những cái mũi nổi này các bạn. Đang làm cái khung xương này các bạn. Bao nhiêu lâu mình làm xong được một khung xương đi anh? Ngày rưỡi. Ngày rưỡi. Còn tùy loại to nhỏ đấy thì. Cái máy té này mình về mình có xử lý chiến anh? Mua hoặc xử lý đó, té mình về vỏ. Dạ. Công đoàn đi khó nhất là cái gì á? Mắt. Mắt làm là khó nhất. Là lâu nhất rồi. Ở đấy còn có lưỡi nữa các bạn này. Đó, cái lưỡi này cũng vẽ hóa văn cùng tống với cả cái đầu các bạn. Cùng vẽ bằng tay thì các bạn. Tôi nhập ngoài tỉnh đô. Cùng ai có giới thiệu những cái khách ngoài tỉnh họ cũng thấy hỏi cái lấn mình á, tại cái lấn mình tính xạo và cả đẹp về làm kỹ với cả giá cả cũng phải trắng nữa. Mẹ nắng lên có mèo nữa. Ừ. Con mẹ mới thật về tính cả tính cả nữa. Dạ mình về mèo nhanh mình đẹp mà đẹp. Dạ mình kiểu mình gạch gạch xuống trước xong gạch ngoan có cái. Ừ. Là thằng kia bộ răng đẹp lắm. Dạ con họ long về tính cả tính cả nữa. Đây là bí quyết rồi. Nghe nó làm lâu năm có bí quyết thì các bạn. Có những người xin muốn học cũng học được đúng không? Dạ. Bên mình là có những người học không anh? Có, mà tuy nữa. Dạ. Kiểu người muốn mà có cái thẩm mỹ mới học được. Có nhiều người sinh viên vô đây xin làm mà làm cũng được nữa. Dạ. Sinh viên thuộc dạng mà ra trường bên chỗ mỹ thuật đô đó mỹ thuật nữa nè còn làm được nữa. Cũng làm được. Dạ cái này đòi hỏi kẹo tay về mắt thẩm mỹ nữa được. Mà mình thấy quá trường lực rồi đấy tại mình tự học may mò mình làm thôi. Dạ. Nghề truyền thống đó được rồi anh cần học hành nhiệt mà từ như làm vì thích vì đam mê làm được. Ừ. Tôi không có cực đáng xương mà về đâu không có cực về đâu. Dạ thì đáng xương là phải nặng lên cũng lưng cho hoàn chỉnh nó cho người ta hình thể cũng lưng. Dạ. Còn mà lên màu là lên màu đang cho hợp nhất. Thứ hai nữa là quan trọng là vẽ mắt. Không mắt là phải đẹp nhất. Không phải đẹp nhất mà vẽ phải có hồn. Dạ. Yeah. Khó nhất là vẽ mắt hay không? Không lưng đẹp không giữ thì là tùy thuộc vào nước mắt. Dạ. Yeah. Nước mắt là cái phần quan trọng nhất của con lưng các bạn. Nhìn vào con lưng là biết. Vì con lưng mà khi mà xúc động, khi mà vào nhà họ là phải giữ. Dạ. Mà xua đuổi ta má được vì cái phong tục của Huế mình là được. Dạ. Con lấn mình khác biệt với những con lấn chỗ khác không anh? Ừ. Đâu đi khuẩn, đâu đi thủng giang, đâu kiểu. Dạ. Đâu đi mà nếu bạn khi hoàn thiện thì cỡ mấy anh? Triệu hai. Dạ. Rẻ Huế mình nên thấy lấn vừa đẹp mà vừa rẻ nữa. Cái màu này á, mà màu đen đúng vô là bao giờ xóa được luôn. Dạ. Vẽ sai lắm, bao giờ xóa được thì có vẽ bệt trắng lại đó. Sai một lý đi một dòng đúng không ạ? Ừ. Mà màu này mệt lắm, vì màu này em sử dụng nguyên. Dạ. Màu ý nhạo á. À, màu này hẳn phải phải không?
không, màu ni là khi mà mình vẽ xong mình xịt 2K vô bóng 2K lên là đẹp hơn, màu dạ. Ngồi bực hơn, đừng cẩn cái đau hơn. À, màu phải đầu tiên màu nữa, màu như xài được. Nghe nên thấy đầu tư khá là nhiều đó anh ấy. Không, đầu tư thì nó cũng đầu tư về những công thôi, còn vốn nữa thì kiểu à, nhiều cái nguyên liệu á. Nguyên liệu làm thì nhiều thứ từ trẻ cho đến màu sắc cho đến lông lá. Như nguyên liệu 10 mà công phải 20 nữa. Dạ. Tại vì mình làm theo hướng thủ công á. Đấy thủ công thì phải làm bằng tay thì bạn rất tốn công. Còn về chất liệu thì làm đúng là vừa thôi, cũng mắc mấy. Dạ. Điều tốn công nhân công, với cả nhân công cũng phải làm nghề nữa. Không, đây nghe trong nhà hết mà. Dạ, người nhà mình làm thì người nhau. Đấy, đó là cháu con của chị ruột. Dạ. Con đó là em dâu. Dạ. Con thằng thôi thì anh kia thôi đó là em út. Dạ. Cả đại gia đình làm chung nghề luôn. Bên chỗ em dâu là chuyên về dạng kèm với là dạng đồ đìa. Dạ. Đồ đìa đang làm ngoài đó. Dạ. Đó, nó chuyên về dạng đồ đìa. Dạng kèm, dạng giấy. Con à, được em là đang sướng. Đấy bà này, đây là phần quan trọng nhất là vẽ cái mắt này các bạn. Con mắt quan trọng, con lấn có khuôn hay không là ở cổng đoàn này các bạn. Thì trong là màu cam không của con lấn này. Ngoài đó màu đen mà có trắng trắng đó, con vẽ bằng cái cò lớn. Đó, chấm một nửa màu đen, một nửa màu trắng các bạn. Có thể thấy là màu đen này nó nhạt dần các bạn, nó đi màu trắng. Ba lớp nha bạn, ba lớp màu trắng, màu đen xong nhạt dần. Đó, vậy là xong anh. Xong một con chỉnh sửa không? Dạ. Con chỉnh lại này. Để em làm nguyên một con để cho anh coi. Nghề làm đầu lấn truyền thống của Huế cùng nhiều nghề truyền thống khác cũng đang gặp nhiều khó khăn. Hy vọng bằng đam mê, nhiệt huyết thì các anh sẽ vượt qua để gìn giữ nghề làm lấn truyền thống lâu hơn, phát triển hơn nữa trong tương lai, để mỗi đồ trung thu về lại thấy các em nhỏ vừa lấn như là một nét truyền thống tốt đẹp từ xưa còn lưu giữ đến bây giờ. Bạn ơi, mình cũng xin kết thúc video tại đây các bạn. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video sắp tới của mình. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.